căm phẫn. Nhưng mà mình phải lấy tâm lý mãi mới có thể nhập được vào kế hoạch này. Thực tế là rất là khó khăn. Xong rồi cảnh toàn đến cảnh trung và cảnh tận, trời ơi, bao nhiêu góc mà không đi góc lại hết bao nhiêu lần luôn. Rất là mệt. Cũng xong cảnh này rồi, nhưng mà sau cảnh này thì sẽ còn một cảnh nữa. Chi Hạ Linh và mẹ kế của Hạ Linh sẽ kèm ngựa nhau ở trong nhà vệ sinh và vẫn khóc tiếp đúng không?